Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang đến với bản tin thời sự lúc 18 giờ 30 phút chiều nay, thứ tư ngày 8 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, cùng với các tin tức thời sự vừa được chúng tôi cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, sáng nay, trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã nhận trách nhiệm về việc ban hành những thông tư khó thực hiện trong thực tế liên quan đến cơ chế đặt hàng cơ quan báo chí. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định trong quý 1 năm 2024 sẽ sửa đổi xong 3 thông tư này để gỡ khó về nguồn thu của các cơ quan báo chí. Về giải pháp căn cơ lâu dài, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng cần phải thay đổi cơ cấu nguồn thu của cơ quan báo chí, thay vì dựa vào quảng cáo thì thêm nguồn thu từ cơ chế đặt hàng của các cơ quan của xã hội, tăng cường phát triển sản phẩm báo chí chất lượng cao có thu phí, đưa ra quy định mạng xã hội khi sử dụng sản phẩm báo chí phải có thỏa thuận với cơ quan báo chí. Chuẩn bị cho kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh thường lệ cuối năm 2023, tỉnh Hưng Yên tổ chức các buổi tiếp xúc giữa đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh với cử tri các huyện thị xã thành phố từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 11 năm 2023. Hội nghị tiếp xúc cử tri sẽ được tổ chức tại 12 địa điểm, trong đó huyện Kim Đồng và huyện Khoái Châu, mỗi địa phương 2 địa điểm. Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên dự kiến tiến hành trong 2,5 ngày, từ ngày 6 tháng 12 năm 2023 đến ngày 8 tháng 12 năm 2023, nhằm xem xét đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, quyết định mục tiêu nhiệm vụ giải pháp và thông qua một số nghị quyết phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng năm 2024 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thời điểm này, nhiều hộ nông dân trên địa bàn thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên đang vào vụ thu hoạch củ điễng. Được coi là một đặc sản thơm ngon, giá trị dinh dưỡng cao, nhiều năm nay cây điễng đã trở thành loại cây trồng đem lại thu nhập khá cho người dân nơi đây. Toàn thành phố Hưng Yên có hơn 10 hectare điễng, tập trung chủ yếu ở phường Hồng Châu và ở một số xã như Hồng Nam, Quảng Châu, Liên Phương. Điễng được trồng từ tháng 2 đến khoảng tháng 9, tháng 10 âm lịch sẽ cho thu hoạch. Năm nay, thời tiết ít mưa không thuận lợi cho niễng phát triển. Tuy nhiên, nhờ kinh nghiệm chăm sóc của các hộ dân nên niễng vẫn cho năng suất ổn định, chất lượng củ thơm ngon, bùi ngậy. Sau thu hoạch, người trồng cắt lọc, phân theo các loại to nhỏ khác nhau rồi bó thành bó 10 củ với giá bán từ 17.000 đến 25.000 đồng một bó. Trung bình, mỗi xào niễng cho thu nhập từ 5 đến 7 triệu đồng một năm, cao hơn nhiều so với cấy lúa. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Hưng Yên xảy ra 11 vụ cháy, trong đó có 2 vụ cháy chợ. Để tăng cường kiến thức, kỹ năng về phòng chống cháy nổ, vừa qua các lực lượng chức năng của tỉnh đã tổ chức buổi tuyên truyền phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho tiểu thương tại Trung tâm Thương mại Đoàn Khanh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào và người dân xung quanh. Tại buổi tuyên truyền, Ban Quản lý chợ các tiểu thương và người dân đã được thông tin về những nội quy phòng cháy tại chợ, quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt, không tự ý cơi nới lều bạt, ảnh hưởng đến hành lang an toàn phòng cháy chữa cháy, lối thoát nạn trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn, sắp xếp bố trí hàng hóa ngăn nắp theo đúng chủng loại, tuyệt đối không đốt nhang đèn vàng mã trong chợ. Tiếp đó, các tiểu thương được thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy do rò rỉ ga, thực hành thoát nạn trong không gian hạn chế. Theo kế hoạch, trong thời gian tới sẽ tổ chức tiếp các đợt tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, các khu dân cư, trường học trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, tại nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, tình trạng xe tải chở cát lưu thông trên đường phóng nhanh vượt ẩu diễn ra khá phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông rất cao. Hình ảnh xe tải chở cát lưu thông với tốc độ cao có thể bắt gặp trên các tuyến đường DT376 đoạn qua xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, xã Hùng An, Đức Hợp, Phú Thịnh của huyện Kim Động hay thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ. Bên cạnh đó, trên các tuyến đường còn xuất hiện tình trạng xe chở ống cống, cột điện chở thép tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Mới đây nhất, tại huyện Văn Giang, một xe chở ống cống đi qua địa bàn xã Thắng Lợi đã vô tình làm rơi ống cống khi đang lưu thông. Rất may không gây thương vong cho người đi đường. Tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác, nợ thuế hơn 102 tỷ đồng và vượt quá 90 ngày, Bamboo Airways vừa bị Cục Thuế tỉnh Bình Dương ra quyết định cưỡng chế yêu cầu phong tỏa tài khoản ngân hàng. Theo đó, Cục Thuế tỉnh Bình Định yêu cầu các ngân hàng trích tiền từ tài khoản của hãng hàng không Bamboo Airways để nộp vào tài khoản của Cục Thuế tỉnh Bình Định mở tại kho bạc nhà nước tỉnh Bình Định.
Trường hợp số tiền trên tài khoản của công ty cổ phần hàng không Che Việt nhỏ hơn số tiền trên quyết định cưỡng chế thì ngân hàng vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản của công ty này trong thời gian quyết định có hiệu lực. Khi nào Bamboo Airways trả nợ xong thuế, Cục Thuế tỉnh Bình Định sẽ đề nghị các ngân hàng gỡ bỏ phong tỏa tài khoản ngân hàng của Bamboo Airways. Thưa quý vị và các bạn, vào tối qua mùng 7 tháng 11, một chuyến bay khởi hành từ Đà Nẵng đã phải dừng khẩn cấp vì hành khách nói chuyện với nhau về việc cất súng trong hành lý. Theo đó, chuyến bay mang số hiệu VN186 khởi hành từ Đà Nẵng đi Hà Nội dự kiến cất cánh lúc 19 giờ 25 phút tối ngày 7 tháng 11. Trong quá trình lên máy bay, có hai hành khách nói chuyện qua lại với nhau liên quan đến súng thì người kia trả lời đã cất trong hành lý. Mặc dù hai hành khách trình bày là chỉ nói đùa, tuy nhiên, cơ trưởng buộc phải yêu cầu tách hai hành khách trên và lập biên bản tại máy bay, sau đó yêu cầu an ninh hỗ trợ. Đến 21 giờ cùng ngày, kết thúc việc kiểm tra an ninh, không phát hiện vật phẩm nguy hiểm, chất cấm, chất nổ. Đến 22 giờ, chuyến bay VN186 tiếp tục thực hiện hành trình. Hiện vụ việc đang được Cảng vụ hàng không miền Trung xử lý theo quy định. Mới đây, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Hồng Ánh, sinh năm 2002, trú tại xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái, để điều tra về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, quy định tại khoản 2, điều 337 Bộ luật hình sự. Trước đó, vào ngày 28 tháng 6 năm 2023, trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm thi trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt, thành phố Yên Bái, sau 60 phút làm bài thi trắc nghiệm môn toán, Ngô Hồng Ánh dùng điện thoại di động mang vào từ trước chụp ảnh phần đề thi mà Ánh chưa làm được để gửi qua ứng dụng Messenger cho ba người khác làm bài thi hộ, khiến đề thi bị lộ trên mạng xã hội. Công an tỉnh Yên Bái cho rằng hành vi của Ánh dù không gây ảnh hưởng đến kết quả chung của kỳ thi nhưng đã vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Chuyển sang phần tin quốc tế, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết chiến dịch tranh cử của Tổng thống Nga Vladimir Putin năm 2024 vẫn chưa được công bố chính thức. Phát biểu với truyền thông Nga, ông Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Putin vẫn chưa công bố quyết định tìm kiếm một nhiệm kỳ nữa. Bản thân chiến dịch bầu cử của ông vẫn chưa được công bố. Nga dự kiến tổ chức bầu cử Tổng thống vào ngày 17 tháng 3 năm 2024. Thượng viện Nga sẽ đưa ra quyết định về ngày bầu cử vào tháng 12 năm 2023. Sau đó các chính đảng sẽ tổ chức đại hội trước bầu cử và đề cử các ứng cử viên. Trước đó ngày 6 tháng 11, một số cơ quan truyền thông phương Tây đưa tin, ông Putin đã đưa ra quyết định tham gia cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 3 năm sau. Một động thái sẽ giúp ông nắm quyền ít nhất đến năm 2030. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã nâng dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP năm 2023 của Trung Quốc lên 5,4% từ mức 5% do sự phục hồi mạnh mẽ của nước này hậu Covid-19. Dự báo trên được đưa ra khi đại diện của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF kết thúc chuyến thăm đánh giá thường niên về tình hình kinh tế Trung Quốc từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 7 tháng 11. IMF cho biết kinh tế Trung Quốc dự kiến sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2023 của chính phủ, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ sau Covid-19. GDP thực tế của Trung Quốc dự kiến tăng 5,4% cho năm 2023 này. Trong thông cáo báo chí đưa ra cùng ngày, IMF cũng cho biết tăng trưởng GDP của Trung Quốc có thể giảm xuống 4,6% vào năm 2024 do lĩnh vực bất động sản và nhu cầu bên ngoài giảm sút, mặc dù tốt hơn so với kỳ vọng tháng 10 là 4,2%. Hàn Quốc mở chiến dịch kiểm tra triển khai biện pháp đối phó dẹp trong 4 tuần khi loài vật hút máu này liên tục xuất hiện khắp nước này. Theo kế hoạch triển khai từ ngày 13 tháng 11 đến ngày 8 tháng 12, chính phủ Hàn Quốc sẽ cho kiểm tra các cơ sở nguy cơ cao bị dẹp ảnh hưởng như nhà tắm, ký túc xá, phương tiện công cộng. Với cơ sở đã phát hiện dẹp, giới chức Hàn Quốc dự định lập tức phun khử trùng và tổ chức họp hàng tuần để đánh giá, cập nhật các biện pháp chống lại loài vật hút máu này. Động thái diễn ra trong bối cảnh dẹp đang xuất hiện ngày càng nhiều tại các cơ sở lưu trú, nhà tắm công cộng cũng như các khu vực khác của Hàn Quốc, làm dấy lên lo ngại về tác động đối với sức khỏe của người dân. Bệnh Parkinson là một bệnh thoái hóa thần kinh gây ra các triệu chứng như run, cứng khớp và khó giữ thăng bằng và phối hợp. Tại Thụy Sĩ, một công nghệ mới đã mở ra cơ hội cải thiện khả năng vận động cho các bệnh nhân mắc bệnh Parkinson lâu năm. Ông Mark Gauthier, 63 tuổi, đã được cấy ghép một bộ phận thần kinh giả tại Bệnh viện Đại học Lausanne. Bộ phận này bao gồm một trường điện cực đặt đối diện tủy sống của ông,
kết hợp với một máy phát xung điện dưới da bụng. Thiết bị này sẽ kích thích tủy sống, kích hoạt cơ chân của ông. Bệnh nhân Gauthier chia sẻ, thiết bị thử nghiệm đã thay đổi cuộc đời của ông và giúp ông có thể tự lập, ra khỏi nhà, làm những việc vặt, thậm chí là có thể đi bộ. Công nghệ này có thể được sử dụng rộng rãi hơn ở những bệnh nhân Parkinson giai đoạn nặng. Phần lớn trong số họ gặp các vấn đề về suy nhược khả năng vận động. Bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.